2. Hành trình đến Lassie Kính lễ chư đạo sư Một lần khi đại sư Yoga Jefferson Milarepa ẩn cư trong thung lũng ngọc Ông nghĩ ta nên dân lệnh đạo sư của ta đến núi tuyết Lassie và tu tập thiền định ở đó Rồi ông đi đến đó Milarepa đến gần Nija Nonstama Cổng vào núi tuyết Lassie nơi người dân Sama đang mở tiệc ăn uống. Khi họ nói chuyện, có người hỏi, Các bạn có biết hiện thời có một đại hành giả yoga gọi là Milarepa sống ở đó không? Ông ta luôn luôn ở một mình trong các núi tuyết, những nơi hẻo lánh không người, theo giới hạnh khổ tu mà không một ai trừ Đức Phật toàn hảo là có thể đạt được. Có bao giờ các bạn nghe nói đến ông ta chưa? Trong khi họ đang ca ngợi Jackson thì Milarepa bước đến cửa. Một cô gái đẹp tên Lisibum trang sức bằng những món nữ trang nhà giàu, chào đón ông ở đó, hỏi: "Ông là ai và ông từ đâu tới?" Nữ chủ nhân thân mến, Milarepa đáp: "Tôi là hành giả yoga Milarepa, người luôn sống một mình ở những nơi trong núi sâu, không ai biết. Tôi đến đây xin thức ăn." "Tôi vui lòng tặng ông một ít." Cô gái nói: nhưng có thực ông là Milarepa không? Milarepa đáp Không có lý do gì tôi phải nói dối với cô Cô gái hân hoan liền chạy nhanh trở vào nhà Tung tin ra Cô ta kêu những người vui chơi chè chén Nói Các người đang nói chuyện về vị hành giả yoga nổi tiếng Sống ở những nơi xa xôi Ông ta bây giờ đang đứng trước cửa đó Mọi người vội vã chạy đến cửa Một số cúi chào Jackson những người khác hỏi ông nhiều câu hỏi khác nhau kết quả tất cả đều biết rằng ông thực sự là milarepa rồi họ mời ông vào tỏ lòng kính trọng ngưỡng mộ ông và cho ông thức ăn nữ chủ nhân một cô gái nhà giàu tên là sindomo tỏ lòng hiếu khách nhiều hơn đối với jesson hỏi tôn giả tôi có thể hỏi ngài rằng ngài đang đi đâu không milarepa đáp Tôi đang trên đường đến núi Tuyết taxi si để thiền định. Lúc ấy cô gái nói Chúng tôi hy vọng rằng Ngài có thể làm ơn ở lại Grilon Chomo Và ban sự gia trì cho nơi này Chúng tôi cung cấp tất cả thức ăn cho Ngài Mà Ngài không cần phải cố gắng làm gì cả Trong đám thực khách Có một thầy giáo gọi là Saya Guna Ông ta nói với Milariba Nếu thầy có lòng từ bi Ở lại đây ở déplon cái thung lũng ma chị thầy cũng có ích và chúng tôi cũng có ích tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ thầy một cư sĩ nói kỳ diệu làm sao nếu chúng ta có thể có được vị đại hành giả vua ga ấy ở lại với chúng ta tôi có một nông trại nuôi bò tốt nhưng ma quỷ trở nên quá bạo dạn đến nỗi chúng đã thực sự xuất hiện ngay cả giữa ban ngày chúng rất xấu xa Đến nỗi tôi không dám đi gần chỗ ấy nữa Tôi gian xin thầy Vì nhân từ và ân huệ Đến giếng nông trại tôi ngay trưa nay Tất cả thực khách cúi đầu chào chết sinh Cầu xin ông đến nông trại ấy Milarepa đáp Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ Nhưng không phải vì nông trại Và trâu bò của ông Mà vì lòng tôn kính đạo sư của tôi Thầy hứa đi là chúng tôi mãn nguyện rồi Họ tuyên bố Bây giờ xin hãy để chúng tôi chuẩn bị những thức ăn ngon nhất và sắp xếp chuyến đi cho thầy. Lúc ấy, Milarepa nói, Tôi đã quen với cô tịch, tôi sống trong hang động và không cần sự đồng hành hay thức ăn ngon. Nhưng hãy vui lòng chấp nhận lời cảm ơn của tôi vì sự tử nghĩ hiến tặng của các người. Trước hết, tôi sẽ đi đến nông trại một mình. Sau đó, các người có thể đến xem tôi đã làm gì. Khi Milarepa đến dưới chân núi bọn phi nhân đã tạo ra những ảo cảnh hải hùng để đe dọa ông con đường mòn dẫn lên đỉnh núi dường như đụng trời Trung chuyển và tung lên sấm giận dữ rền gian chớp rách bơm đánh khắp chung quanh núi hai bên rung rẩy và thay đổi dòng sông bỗng nhiên trở thành con suối rách rưới và phá tung các bờ biến thung lũng thành một cái hồ mênh mông những năm sau này người ta gọi đó là hồ quỷ Milarepa vươn lên và là một dáng điệu bắt ấn Cơn lục liền hạ xuống. Ông đi xuống vùng thấp hơn của trung lũng. Bọn quỷ đã làm hai bên núi tả tơi. Những cơn mưa giông đá tảng rơi xuống như mưa lớn. Rồi đứa thần đồi tạo cho Milarepa một lối mòn giống như rắn bò chạy theo rặng núi. Có đường mòn về sau gọi là đường mòn nữ thần đồi hay cầu Dakini. Việc này hàng phục hết các quỷ nhỏ nhưng các quỷ lớn và mạnh tức giận vì thua trận, cùng nhau tụ tập chung quanh cuối đường mòn nữ thần đột và mở ra một cuộc tấn công mới. Milareba tập trung tâm lại và làm một dáng điều quyền bí bắt ấn để hàng phục bọn quỷ. Đột nhiên tất cả những ảo cảnh ma quỷ biến mất. Một dấu chân in xuống còn lưu lại trên tảng đá nơi Milareba đã đứng. Ông bước đi vài bước và cả bầu trời trở nên quang đẳng. Trong tâm thái cao vời, ông ngồi xuống trên đỉnh đồi, nhập định tâm từ và bi tâm vô lượng hướng đến tất cả chúng sinh xuất hiện trong tâm ông. Vì vậy, Milarepa đã kinh nghiệm sự phát triển và hứng khởi lớn của tâm linh. Về sau, chỗ ông ngồi được gọi là đồi từ. Rồi Milarepa đi đến bờ sông, nghĩa đen, con sông thiện, nơi ông tu tập yoga dòng sông vào ngày thứ mười trong mùa thu năm con rồng lửa một con quỷ gọi là pa pro từ nepal đến dẫn theo một đoàn quân quỷ đầy cả trời đất trong thung lũng sông thiện đến thách thức milarepa lũ quỷ nhổ núi ném vào chết sân tấn công ông bằng lưỡi tầm xét và mưa vũ khí chúng là hét nhục mạ ông bằng cách đe dọa tụi tao sẽ giết mày tụi tao sẽ trói mày lại, chẻ mày thành nhiều mảnh. Và những câu tương tự như vậy, chúng cũng hiện ra những hình dáng xấu xí và đáng sợ để dọa ông. Cảm thấy mục đích ác của đoàn quân quỷ, Milarepa hát chân lý quân nghiệp. Còn quy y tất cả chư đạo sư ân huệ và chí tâm đảnh lễ các ngài. Qua bóng nước và ảo ảnh, các người, những quỷ ma nam và nữ ác hại có thể tạo ra những khủng bố dị thường này. Các ngươi quỷ Asama đáng thương mà đói. Các ngươi chẳng bao giờ hại được ta đâu. Bởi vì nghiệp tội lỗi của các ngươi trong quá khứ đã chín muồi và các ngươi đã nhận thân quỷ trong đời này. Với tâm và thân dị dạng, các ngươi lang thang trong hư không mãi mãi. Bị những ô diễm dữ lèo lái, tâm các ngươi đầy những ý nghĩ thù hận xấu xa hành vi ngôn ngữ các ngươi thì ác và phá hoại các ngươi la hét giết hắn chặt hắn đánh hắn chém hắn ta là một hành giả vô ga vô niệm biết rằng không có gì gọi là tâm bước đi hùng dũng như một con sư tử hành động không sợ hãi như những người dũng cảm thân ta hòa nhập với thân phật lời ta như chánh ngữ của như lai tâm ta thấm nhập trong cõi đại quang Ta thấy rõ ràng tánh không của sáu nhóm Một hành giả yoga như ta Bỏ qua sự lăng nhục của loại ma đói Nếu luật nhân quả có giá trị Và người vi phạm đáng để Nghiệp lực chính bùi Đưa y xuống con đường khốn khổ ưu phiền Ấy là phiền não và đau khổ Mà các ngươi Những quỷ ma không hiểu chân lý Ta Milarepa trong bệnh dị Bây giờ dạy các ngươi bài pháp ca này Tất cả chúng sinh sống bằng dưỡng chất Là cha của ta và mẹ của ta Làm tổn thương những ai chúng ta ban ơn Thì quả thực vô nghĩa và ngu ngốc Nếu các người từ bỏ những ý nghĩ xấu xa Ấy không phải là hành động vui sướng sao Nếu các người tu tập mười đức hạnh Ấy không phải là sự giá trị và vui vẻ sao Hãy nhớ lấy điều này và suy tư ý nghĩa Hãy tận sức mình và xét kỹ nó đi Lúc ấy bọn quỷ chế nhạo Milariba Mày nói chuyện rời rạc như thế Không lừa được tụi tao đâu Tụi tao sẽ không ngừng pháp thuật Để mày tự do đâu Rồi bọn quỷ gia tăng gấp bội Vũ khí thần thông Và sức mạnh của đội quân quỷ Để làm khốn khổ ông Milariba suy nghĩ một lúc Rồi nói Hãy nghe đây Các người đội quân quỷ Nhờ ân đức đạo sư ta đã trở thành một hành giả yoga giác ngộ đầy đủ chân lý tối hậu. Đối với ta, những khốn khổ và chướng ngại do quỷ gây ra là những vinh quang của tâm hành giả yoga. Khốn khổ như thế càng lớn, ta càng đạt được nhiều hơn trên đường Bồ Đề. Bây giờ, hãy lắng nghe bài hát Bảy món trang sức của ta. Còn chính lễ ma ba dịch giả, còn người thấy thể tánh tối hậu của hiện hữu, hát bài hát bảy món trang sức Các người những ác quỷ tụ hội nơi đây Hãy đưa tay ra và lắng nghe kỹ lời ta hát Bên cạnh tu di ngọn núi trung tâm Bầu trời xanh chiếu khắp châu phía năng Bầu trời là vẻ đẹp của trái đất Màu xanh của trời là đồ trang sức của nó Cao bên trên đài thụ của núi tu di Chiếu những tia sáng rực rỡ của hai vận nhật nguyệt Sáng cả bốn châu với từ bi long dương thị hiện thần thông từ bầu trời mênh mông vua rồng cho mưa rơi xuống của trái đất đây là đồ trang sức từ đại dương hơi nước dâng lên đến bầu trời mênh mông tạo thành những đám mây lớn luật nhân quả điều hành sự biến hóa của các đại nguyên tố mùa hè cầu dòng xuất hiện trên bình nguyên dịu dàng yên nghỉ trên đồi cầu dòng là sắc đẹp và là đồ trang sức của bình nguyên và núi Ở phương Tây khi mưa rơi trên biển lạnh Các bụi và cây mọc đầy trên mặt đất Với dạng vật trên đại châu Đây là vẻ đẹp và là đồ trang sức Ta, hành giả yoga thích ở nơi cô tịch Thiền định về tánh không của tâm Kính sợ vì định lực của ta Các ngươi những quỷ ma ganh tị Bị buộc dùng quyền thuật Những bùa phép quỷ ma Là vẻ đẹp và là đồ trang sức của hành giả yoga các ngươi những phi nhân hãy lắng nghe ta và nghe cho kỹ các người biết ta là ai không ta là hành giả yoga milarepa từ tim ta hiện ra đó qua tâm giác ngộ với giọng trong gieo ta hát ẩn dụ này cho các ngươi nghe với những lời thành thật ta giảng pháp cho các ngươi với trái tim ân huệ ta cho các ngươi lời khuyên này nếu trong tim các ngươi tâm vì bồ đề nảy mầm dù các ngươi không thể trợ giúp được ai bằng cách khước từ mười ác hạnh hãy biết rằng các ngươi sẽ được vui và giải thoát nếu các ngươi theo những lời ta dạy thành tù của các ngươi sẽ tăng tiến rất nhiều nếu các ngươi tu tập pháp bây giờ niềm vui miên diễn cuối cùng sẽ ôm lấy các ngươi đa số bọn quỷ đã được bài hát cải quá trở nên tin tưởng kính trọng Milarepa và đã ngừng thi triển bùa phép hiểm ác. Chúng nói, Ngài quả thật là một đại hành giả yoga có pháp lực kỳ diệu. Không có sự giải thích về chân lý và sự tiết lộ pháp lực kỳ diệu của Ngài, chúng tôi sẽ không bao giờ hiểu. Vì thế, chúng tôi sẽ không làm phiền Ngài nữa. Chúng tôi cũng biết ơn Ngài nhất vì sự giảng dạy của Ngài về chân lý nghiệp. Tâm của chúng tôi thấm ướt bùng lầy của những suy nghĩ ngoan cố do thói quen. Do đó, Xin Ngài dạy cho chúng tôi một bài học có ý nghĩa sâu xa, nhiều lợi ích đơn giản để chúng tôi có thể hiểu và theo được. Lúc ấy, Milarepa hát bài hát về bảy chân lý. Con kính lễ người, ba ba dịch giả, nguyện xin người cho con tăng trưởng tâm bồ đề. Dù lời hát có đẹp đến bao nhiêu, ấy cũng chỉ là đúng giọng cho những ai không lãnh hội được lợi chân lý. Nếu một ngụ ngôn không hợp với lời Phật dạy Dù có nghe hùng biện đến đâu Ấy cũng chỉ là âm gian quảng cáo Nếu một người không tu tập Pháp Dù cho học nhiều giáo Pháp đến đâu Như y có thể tuyên bố Cũng chỉ là tự lừa dối mình thôi Sống trong cô tịch là tự giam mình trong ngục thất Nếu người ấy không tu tập theo lời dạy khẩu truyền lao động trên nông trường sẽ chỉ là tự trừng phạt mình nếu người ấy bỏ bê lời Phật dạy. Với những ai không sống theo giới luật, lời nguyện chỉ là sự suy nghĩ ước mơ. Với những ai không thực hành những gì họ dạy, diễn thuyết chỉ là nói dối không niềm tin. Tránh làm sai, tội tự tiêu trừ. Làm điều thiện, công đức kia sẽ được. Hãy ở lại nơi cô liêu và thiền định một mình Nói nhiều chỉ vô ích Hãy làm theo những gì ta hát Và tu tập Pháp Niềm tin vào Milarepa Đã được khơi dậy thêm nữa Nơi những người nghe ông Và họ kính trọng ông rất nhiều Họ đảnh lễ và đi nhiễu vòng quanh ông nhiều lần Rồi đa số trở về nhà của họ Nhưng quỷ lãnh đạo ba pro Và một vài quỷ theo y vẫn chưa đi Một lần nữa Chúng lại triệu gọi những ma cảnh khủng khiếp đe dọa Milarepa, nhưng ông đáp lại bằng bài hát Nói về thiền và ác Còn cúi đầu đảnh lệ dưới chân Đức Ma Ba Ân Huệ Có phải những con quỷ độc hại các ngươi Vẫn còn giận dữ Thân của các ngươi có thể bay dễ dàng trên không trung Nhưng tâm các ngươi đầy những ý nghĩ lỗi lầm do tập khí Các ngươi nghe những răng nanh giết người Đe dọa người ta Nhưng các ngươi có thể chắc rằng Khi các ngươi hại họ các người chỉ từ chuốt lấy ưu phiền Luật nghiệp không bao giờ thất bại vận hành Không ai thoát được một khi quả chính Các người chỉ từ chuốt lấy ưu phiền Mà đổi các người sai lầm và tội lỗi Ta cảm thấy tiếc và thương hại cho các người Vì các người đang mãi gây tội lỗi Xấu ác là tự nhiên đối với các người Vì nghiệp sát sinh tối buộc Các người lấy thịt và máu làm thực phẩm do lấy đi sinh mạng người khác các ngươi sinh ra là ma đói những hành vi tội lỗi đưa dẫn các ngươi đến những chỗ sâu của con đường hạ đẳng hãy quay lưng lại các bạn ơi với nghiệp cạm bẫy này và cố gắng đạt chân hạnh phúc ở bên kia tất cả hy vọng và sợ hãi các quỷ chế diễu ông đóng vai nhà giảng đạo lý thiện xảo gây ấn tượng nhất nhưng ông đã có được niềm tin quyết nào Do tu tập Pháp đem lại chưa Milarepa đáp Bằng khúc khác niềm tin chắc hoàn toàn Chí tâm đảnh lễ Đức Ma Ba toàn hảo Ta là hành giả yoga Nhận thức chân lý tối hậu Trong bản nguyên bước sinh Ta trước tiên đạt niềm tin chắc Trên con đường bất diệt Dần dần hoàn thiện năng lực của ta với các biểu tượng và chân ngôn đầy ý nghĩa lưu xuất từ tâm đại bi Bây giờ ta hát khúc ca này Từ cõi tuyệt đối của Pháp Tấn Bởi vì nghiệp tội lỗi của các ngươi đã tạo Dày mù loà và chướng ngại không thể vượt qua Các ngươi không thể hiểu nghĩa của chân lý tối hậu Vậy hãy lắng nghe chân lý phương tiện Trong các kinh xưa không tỳ vết Tất cả chư Phật trong quá khứ đã nhiều lần khuyên nhủ bằng chân lý nghiệp vĩnh viễn rằng mọi chúng sinh đều là người thân thuộc đây là chân lý vĩnh viễn chẳng bao giờ thất bại hãy lắng nghe kỹ lời dạy của bi tâm ta hành giả yoga đã phát triển nhờ các phép tu hành hãy biết rằng các chướng ngại bên ngoài chỉ là bóng diễn và thế gian ma cảnh một trò chơi quyển thuật của tâm bất sinh bằng cách nhìn vào trong tâm sẽ thấy bản tánh của tâm không bản thể vốn là không qua thiền định trong cô liêu ân huệ của chư đạo sư truyền thừa và giáo lý của Naropa vĩ đại đạt được chân lý bên trong của Phật sẽ là đối tượng của thiền định nhờ sự chỉ dạy ân huệ của đạo sư ta mà hiểu được nội nghĩa khó hiểu của mật điển qua tu tập các yoga phát sinh và hoàn thiện lực sống phát sinh và nhận ra duyên cớ của tiểu vũ trụ bên trong như vậy ta không sợ những chướng ngại hư quyển ở thế giới bên ngoài Ta thuộc dòng truyền thừa thần diệu dĩ đạt Với vô số hành giả yoga Nhiều như tất cả hư không to lớn Khi một người trong tâm ngẫm nghĩ Về trạng thái bản nguyên của tâm Những ảo tưởng của y tiêu tan Vào trong pháp giới Không thể thấy ai gây khổ Và ai bị khổ Học hết các kinh Cũng không dạy gì hơn thế Lúc bấy giờ quỷ lãnh đạo Và các quỷ tùy thuộc Dân những chiếc sọ người của chúng cho Milarepa cuối đầu làm lễ và đi nhiễu quanh Bilarea nhiều lần. Chúng hứa đem cho ông một tháng thực phẩm và biến mất như cầu dòng trên trời. Sáng hôm sau lúc mặt trời mọc, quỷ Babro từ Mon mang theo những nữ ma trang phục quần áo nhà giàu và một đám tùy tùng. Chúng mang theo những ly ngọc đầy rượu nho, những đĩa bằng đồng chất đầy nhiều món ăn khác nhau, gồm cả cơm và thịt dân cho chết hứa rằng từ đây về sau sẽ phục vụ và dâng lời ông chúng cúi đầu chào nhiều lần rồi biến mất một trong các quỷ đó gọi là chabu tonrem là lãnh đạo của nhiều thiên thần qua kinh nghiệm này milagriba đạt được sự tiến bộ lớn trong yoga ông đã ở lại đó một tháng đầy tinh thần và niềm vui không có những cơn đau gì đói một hôm khi tháng ấy đã qua milagriba nhớ lại một nơi ở lassie đã nổi tiếng vì nước tốt và quyết định đến đó. Trên đường đi, ông đến một vùng thảo nguyên điểm xuyết những cây tân hà liễu xum xuê. Ở giữa vùng thảo nguyên nhô lên một tảng đá với một chiến vật dương lên bên trên nó. Milarepa ngồi trên tảng đá ấy một lúc. Nhiều nữ thần xuất hiện, cúi đầu chào ông và biểu ông những vật đáng ưa thích. Một trong các nữ thần cũng để lại dấu hai bàn chân in trên tảng đá rồi biến mất như một chiếc cầu dọc. Khi Milagreba tiến tới trên đường, một đám quỷ tụ tập và dùng phù chú tạo ra những ảo ảnh các cơ quan của người nữ trên đường đi để kích động ông. Lúc ấy, Jason nhiếp tâm mình và bày ra cơ quan người nam dựng đứng của mình với một dáng điệu bắt ấn. Ông còn đi xa hơn, xuyên qua ma ảnh chính cơ quan của người nữ đến một chỗ có một hòn đá có hình dạng giống như âm đạo đứng ở chính giữa Tình yếu của khu vực Ông đúc một hòn đá Có hình giống như dân vật Vào lỗ hổng của tảng đá Một hành động tượng trưng Hiện ra những hình ảnh kích thích tình dục Do các quỷ tạo nên Chỗ ấy về sau gọi là Ragu Lungu Khi Milarepa đến giữa thảo nguyên Quỷ Babro trở lại chào đón ông Y chuẩn bị giảng tòa cho Jackson Tặng phẩm vật và phục vụ rồi yêu cầu ông giảng Phật giáo. Milarepa thuyết giảng khái quát về nghiệp, rồi quỷ biến thành một khối đá lớn ở trước giảng tòa. Milarepa trong tâm trạng rất vui đã ở lại trên trung tâm thảo nguyên một tháng, rồi du hành sang Nia Nonsama. Ông bảo người ở đó rằng thảo nguyên quá thực đã là vô danh cho đến khi ông hằng phục các quỷ và biến nó thành một nơi thích hợp để tu tập pháp. Ông cũng bảo họ rằng Ông muốn trở lại đó để thiền định càng sớm càng tốt Sau sự việc này Người dân ở Gianon Có lòng tin sâu xa nơi Milarepa Đây là câu chuyện về cuộc hành trình đến Lassi Chú thích chuyện 2 1. Chesun Tôn giả Xem chuyện 1 Chú thích 10 2. Người Tây Tạng tin rằng những người giác ngộ tâm linh có khả năng thi triển những việc làm phi thường hay thần thông để lại dấu chân trên những vật cứng như đá chẳng hạn được xem là bằng chứng của năng lực huyền bí và sự thành tựu của một hành giả yoga nhiều bằng chứng về niềm tin này có thể tìm thấy ở tây tạng ba định tâm từ theo phật giáo định chỉ là một trạng thái của tâm tập trung sâu xa Nó có thể áp dụng hay lợi dụng cho bất cứ một mục đích tôn giáo nào 4. Yoga dòng sông Trong định này, hành giả kinh nghiệm sự đồng nhất của mình với dòng vũ trụ Xong, hành giả siêu vượt nó Hành giả không bao giờ rút mình ra khỏi dòng Cũng không có ý định làm ngơ nó Hành giả ở trong đó, nhưng không bị nó ràng buộc Định này là hình thái năng động hay thể hoạt năng của yoga đại thủ ấn năm atasama nghĩa là tinh tây tạng đặt cho quỹ ấn độ 6. đã chín mùi chỉ cho nghiệp chính mùi hay thuần thục luật về nghiệp nói rằng thông thường một hành vi không chỉ mang lại một hậu quả mà là nhiều hậu quả ví dụ nếu một người phạm tội giết người, y sẽ bị lương tâm, pháp luật, sự sụp đổ thanh danh và đời sống của y, vân vân trừng phạt. Nhưng đây không phải là tất cả. Sức mạnh của nghiệp chưa kiệt quệ. Trong tương lai, sự đầu thai hay nhiều kiếp đầu thai, người sát nhân sẽ chịu nghiệp lực huyền bí này, cắt ngắn sinh mạng và đem đến nhiều bệnh tật cho y hoặc y sẽ có khuynh hướng tái sinh vào những lúc và nơi thường có chiến tranh và hiểm nghèo. Sức mạnh này, nghiệp chính mùi trong nhiều kiếp khác nhau, dường như là khía cạnh nền tảng nhất và huyền bí nhất của giáo lý Phật giáo. 7. Ô nhiễm dữ Đây là những dục vọng và đam mê mãnh liệt gây ra tất cả đau khổ và phiền não trong cuộc sống luân hồi. 8. Vô niệm một hành giả yoga thành tựu sẽ giải thoát mình khỏi tất cả mọi ý nghĩ hay khái niệm, dù đơn giản hay phức tạp, thiện hay ác, nhất nguyên hay nhị nguyên, vân vân. Đây gọi là đạt trí bình đẳng hay trí vô phân biệt. 9. Cảnh giới Đại Quang Minh là cảnh giới của Phật tánh nguyên thủy. Chữ Quang Minh không nên hiểu theo nghĩa đen là chỉ cái gì đó chiếu sáng. Nó thực sự ở bên kia mọi diễn đạt và gán ghép. Nó là sự sáng láng, tự do và phổ biến, không có chút gì bám víu hay dính mắt. Đại quang minh có lẽ là từ tốt nhất dùng miêu tả nó. 10. Sáu nhóm Là sáu thức và sáu trần. Sáu thức là thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức phân biệt sáu trần là màu sắc hay hình thể, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm và pháp. 11. Nghiệp chính mùi, xem chú thích sáu. 12. Câu này cũng có thể dịch là không hiểu chân lý nội tại. 13. Mười, mười đức hạnh, tức điều thiện, trái với mười ác hạnh tức điều ác, xem chú thích 21. 14. Đường Bồ Đề, con đường đưa đến Phật tánh, đây là pháp tu của Bồ Tát như đã dạy trong Phật giáo Đại thừa. 15. Núi tu di. Theo truyền thuyết là trung tâm vũ trụ, một ý tưởng Phật giáo mượn của Ấn Độ giáo và một vài học giả hiện đại tin rằng nó chỉ một nơi trong trặng hy mã lạp sơn 16. châu phía nam theo truyền thuyết phật giáo trái đất mà chúng ta đang sống trên đó là châu phía nam có bốn châu trong vũ trụ này trôi nổi trên biển nam bắc đông và tây đứng chính giữa bốn châu là núi tu di vĩ đại bốn châu bắc cu lư châu nam thiệm bộ châu hay diêm phù đề là trái đất chúng ta ở, đồng thắng thần châu và tây ngưu hóa châu. Mười bảy đại thụ của núi Tu Di ám chỉ một truyền thuyết khác của Phật giáo. Từ đáy đại dương, một cây mọc lên cao đụng đỉnh trời. Các Atula sống trong đại dương đó gây lộn và đánh nhau với chư thiên để giành lấy quyền sở hữu cây này. 18 Long vương hay vua rồng điều khiển mưa 19. Người ta nói rằng Milarepa có giọng hát rất hay Xem tiểu sử của ông Tibet Greek Yogi Milarepa Cũng xem Milarepa con người siêu Việt 20. Hay tâm vì bồ đề Trái tim vì bồ đề hay tâm bồ đề Bồ đề chỉ trạng thái giác ngộ Phật tánh. Tâm vì Bồ đề là sự ham muốn đạt được sự giác ngộ như thế, nhưng từ này thường ám chỉ còn nhiều hơn sự ước muốn. Nó cũng ám chỉ lời thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh qua những việc làm công đức và tu tập tinh thần, gồm sáu ba la mật, tức lục độ. Tâm Bồ đề là một từ bao hàm nhiều ý nghĩa. Nó không những chỉ ước muốn hay trái tim vì Phật tánh và sự tu tập dẫn đến chứng ngộ Phật tánh, nhưng trong nhiều trường hợp, nó chỉ trí tuệ trực giác nhận ra chân lý tối hậu, Pháp thân. Do đó, tâm Bồ Đề được dịch bằng nhiều từ khác nhau như trên, tùy theo văn mạch. 21. Mười ác hạnh Sát sinh, trộm cắp tà dâm, lừa gạt, nói hai chiều, nói lời thô bạo, nói chuyện vô nghĩa, tham dục, giận dữ, tà kiến. Mười ác hạnh đối nghịch với mười đức hạnh ở đoạn trước. 22. Tư tưởng hay ý nghĩ do thói quen hay tập khí, sức mạnh lèo lái chúng sinh hữu tình trong luân hồi sinh tử. 23. Đi nhiễu quanh ông để tỏ lòng kính trọng đối với Phật, Pháp và Đạo Sư hay các tăng nhân đáng kính khác. Tín đồ Phật giáo có thói quen đi vòng quanh người hay vật được kính trọng ba lần theo chiều kim đồng hồ rồi quỳ lại. Tuy nhiên, phong tục này đã chết ở nhiều quốc gia Phật giáo ngày nay. 24. Nghiệp chính mùi, tức thuần thục, hay đôi khi quả chính mùi xem chú thích sáo. 25. Chân lý phương tiện Bởi vì có những cá nhân và nhóm người có căn cơ khác nhau nên không thể ban giáo lý tối thượng cho tất cả. Những lời dạy phương tiện dẫn dắt con người hướng về chân lý tối hậu là cần thiết cho đa số. Tuy nhiên, những lời dạy phương tiện theo nguyên tắc phải phù hợp và trong tu tập phải đưa dẫn đến chân lý tối hậu. Như vậy, chúng ta cũng được biết đến như là những chân lý phương tiện. Theo ánh sáng này, các nhà Phật học Đại Thừa đánh giá những giáo lý khác nhau của các trường phái và tôn giáo khác nhau. 26. Naropa, thầy của Mapa 27. Yoga phát sinh và hoàn thiện trong Anuttara Tantra tức Mực điển vô thượng có hai pháp tu chính a giáo lý các bước tuần tự hướng đến sáng tạo có thể dịch là yoga phát sinh hay tăng trưởng nó là giáo lý và sự tu tập để đồng nhất mình với sự sáng tạo của mật điển tức tantra b giáo lý các bước tuần tự để hoàn thành hay hoàn thiện Có thể dịch là yoga hoàn thiện Đây là loại yoga cao cấp Phương pháp tu tập khiến người tu tập đồng nhất mình với toàn hảo tối hậu hay đại niết bàn. 28. Pháp giới Tính phổ biến tuyệt đối hay chân lý tổng thể 29. Theo truyền thống mật giáo dân chiếc xương sọ người là chứng vật trang nghiêm nhất mà quỷ hay ma có thể làm được. Nó tượng trưng cho sự đầu hàng hoàn toàn của thân và hồn cho người nào mà chúng đã lập lời thề. 30. Ý nghĩa của đoạn văn này có tính cách mật giáo, do đó không rõ ràng. Vì vậy, có thể có những cách giải thích khác nhau. Đây là phóng dịch.